giá heo hơi hôm nay ngày 11 tháng 12, tại khu vực miền Bắc tiếp tục theo chiều hướng tăng trưởng, miền Nam đồng loạt giảm nhẹ. Tình hình heo hơi trên thị trường cả nước hôm nay ngày 11 tháng 12, giá heo hơi hôm nay ghi nhận trên thị trường cả nước miền Bắc duy trì đà tăng, một số địa phương miền Nam giảm nhẹ. Miền Trung và Tây Nguyên trên đà đi ngang. Thị trường heo hơi miền Bắc 11/12 tiếp diễn đà tăng giá. Miền Bắc sáng nay đang được thương lái thu mua heo hơi với giá tăng từ 1.000 đồng, 2.000 đồng trên kg. Hưng Yên tăng nhẹ 1.000 đồng trên kg, nâng giá giao dịch lên 71.000 đồng trên kg heo hơi. Nam Định tăng 1.000 đồng trên kg, giá giao dịch đang là 68.000 đồng trên kg heo hơi. Thái Nguyên tăng 1.000 đồng, lên giá 67.000 đồng trên kg heo hơi. Hà Nội cũng tăng nhẹ 1.000 đồng trên kg, giá thương lái thu mua heo hơi cũng nâng lên mức 72.000 đồng trên kg. Hà Nam và Vĩnh Phúc tăng 2.000 đồng trên kg heo hơi, giá giao dịch đang diễn ra trên thị trường lần lượt là 68.000 đồng và 67.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Trung và Tây Nguyên ngày 11 tháng 12 chưởng giá khu vực miền Trung và Tây Nguyên vào đầu giờ sáng hôm nay không ghi nhận có nhiều biến động. Hầu hết các tỉnh, thành đều duy trì với mức giá đi ngang, chỉ có duy nhất tỉnh Bình Thuận tăng 1.000 đồng trên kg, kéo theo giá thị trường lên thành 70.000 đồng trên kg. Heo hơi khu vực miền Nam hôm nay ngày 11 tháng 12 giảm đồng loạt. Heo hơi miền Nam hôm nay đồng loạt giảm giá, chỉ có duy nhất tỉnh Bình Phước điều chỉnh tăng 1.000 đồng trên kg. Giá giao dịch của địa phương này đang là 70.000 đồng trên kg heo hơi. Long An và Sóc Trăng cùng giảm 1.000 đồng trên kg heo hơi. Giá thương lái thu mua hiện tại lần lượt là 69.000 đồng và 68.000 đồng trên kg. Vĩnh Long và Bến Tre cùng giảm 1.000 đồng và có cùng mức giá giao dịch trên thị trường là 70.000 đồng trên kg heo hơi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tin tức của Tung Tăng. Một lần nữa, chúc các bạn có một ngày hạnh phúc và vui vẻ. Nếu các bạn muốn cập nhật nhiều tin tức hơn nữa thì hãy truy cập tungtăng.com.vn. Ở website sẽ có đầy đủ mọi tin tức về giá cả hàng ngày cũng như những kinh nghiệm sẽ rất bổ ích cho các bạn ở cuộc sống thường ngày. Đừng quên nhấn like và theo dõi kênh Tung Tăng để cập nhật tin tức trong ngày nhé. Cảm ơn các bạn.